84. Tư thái hạ liệt của nữ nhân. Trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển Hạ Thuyết Minh, Đức Phật dạy, nữ nhân có 84 tư thái hạ liệt, làm mê hoặc hành giả, do đó mà không chứng được đạo quả. 84 tư thái đó là: 1. Nữ nhân ưa sờ mày, mắt và thích chân diện. 2. Nữ nhân ưa chải đầu cho trơn láng và nhổ lông mày, tóc con. 3. Nữ nhân thích đánh phấn, thoa son để mê hoặc các bậc trượng phu nam tử. 4. Nữ nhân hay để tâm tò mò, dòm ngó. 5. Nữ nhân ưa thoa son trên môi cho đỏ thắm. 6. Nữ nhân ưa đeo ngọc nơi tai. 7. Nữ nhân thích mang chuỗi anh lạc và vàng ngọc nơi cổ. 8. Nữ nhân thích mặc các thứ y phục bằng hàng nhiễu tơ lụa, gấm nhung quý báu. 9. Nữ nhân thích mang giày bằng tơ nhung quý giá. Đây là nói về thời xưa, bây giờ thì nữ nhân có rất nhiều kiểu giày, dép thật đa dạng. 10. Nữ nhân khi đi thường đánh đàn xa hai tay, thuộc về giới thứ 16 trong 100 pháp chúng học. 11. Nữ nhân ưa liếc ngó một cách bất chính. 12. Nữ nhân ưa dòm trộm, ngó lén. 13. Nữ nhân thích dòm ngó nam tử, nhưng khi gặp mặt lại đi thối lui. 14. Nữ nhân khi thấy nam tử đi thì thường đi phía sau để liếc ngó. 15. Nữ nhân rất thích thấy nam tử, nhưng khi nhìn thấy lại cúi đầu nhìn xuống im lặng. 16. Nữ nhân khi đi đầu hay lắc qua lắc lại, thân thì uốn éo. 17. Nữ nhân khi ngồi thường dùng tay sờ trên đầu và thân. 18. Nữ nhân khi ngồi hay cúi đầu và sờ móng tay. 19. Nữ nhân khi ngồi hay cười chúm chím và nói năng. 20. Nữ nhân ưa nói lời nhỏ nhẹ và dịu ngọt để ru lòng người nam. 21. Nữ nhân hay sờ chân mày. 22. Nữ nhân khi ngồi ưa lớn tiếng chửi chó, mắng mèo. 23. Nữ nhân nếu trông thấy nam tử đến, bên ngoài giả bộ hiện thái độ giận ghét, nhưng trong lòng thì rất ưa thích. 24. Nữ nhân hay cống cao tự ỷ, đối với người khác hay sinh tâm ganh ghét. 25. Nữ nhân rất thích gặp chồng mình, nhưng khi thấy thì giả bộ không ưa. 26. Nữ nhân khi thấy chồng thì giả bộ giận ghét, không ưa, nhưng khi chồng đi vắng thì tâm lại buồn rầu, hối hận. 27. Nữ nhân khi có nam tử đến nói chuyện với mình thì tỏ thái độ không ưa, mắng nhiếc, nhưng trong lòng thì vô cùng ưa thích. 28. Nữ nhân khi thấy nam tử đi khỏi chỗ mình, ngoài miệng thì phỉ báng chê bai, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn rầu. 29. Nữ nhân nhẹ miệng, nói nhanh, mắng nhiếc mọi người, bản thân ưa làm việc quấy. 30. Nữ nhân hay chuyên quyền, tung hoành, chê người là xấu, luôn cho mình là phải. 31. Nữ nhân khi thấy người cô độc, yếu đuối, thua thiệt, thì hay sinh tâm khinh dễ, thường dùng thế lực để tranh hơn, tranh thua với người. 32. Nữ nhân hay dùng oai thế bức bách người, khi nói năng luôn muốn giành phần hơn. 33. Nữ nhân khi vay mượn của người thường không có ý lo trả lại. 34. Nữ nhân ưa cho người khác là tà vậy, còn mình luôn chánh trực, mọi người là tội ác, chỉ có mình là hiền thiện. 35. Nữ nhân tâm ý buồn giận không chừng, luôn cho người là ngu si, còn mình là tài trí. 36. Nữ nhân luôn đem những việc hiền thiện về cho mình, việc xấu ác thì gán ghép cho người khác. 37. Nữ nhân đối với những việc có công lao thì luôn nói là do mình làm, trong khi công lao của người khác thì lại che giấu. 38. Nữ nhân khi bị cực khổ, lao đao thì luôn sinh tâm oán trách. Khi thấy người khác bị cực khổ, lao đao thì sinh tâm vui mừng. 39. Nữ nhân cho thực là hư, cho hư là thực, thường hay nói lỗi của người khác. 40. Nữ nhân thường ý mình giàu có, kiêu ngạo với người, ý mình giàu sang mà lấn hiếp người khác. 41. Nữ nhân vì mình nghèo nên sinh tâm tật đố với người giàu hơn mình. Thân phận mình hèn, khi thấy người khác sang liền chê bai. 42. Nữ nhân hay gièm pha chê người, thường hay nịnh bợ, đem những việc tốt của mình ra khoe khoang, phô bày. 43. Nữ nhân thường hay phá hoại việc thành công của người khác, khiến cho họ bị thất bại, phá hoại đạo đức. 44. Nữ nhân hay lén lút làm việc sằng bậy, dùng sắc đẹp mê hoặc những người theo chánh đạo. 45. Nữ nhân tính tình nham hiểm, ôm lòng tật đố, hay chăm chọc, khêu gợi cho người khác tức giận. 46. Nữ nhân khi luận nghị phê bình luôn dành phần hơn để phần thua cho người. 47. Nữ nhân ưa phỉ báng những bậc thanh tịnh đạo đức, muốn cho thanh danh của họ bị hư hoại. 48. Nữ nhân hay đem việc hay dở của người khác để mê hoặc hàng trượng phu nam tử. 49. Nữ nhân ưa bắt buộc người thề thốt, khi đem cho người vật gì thì muốn cho họ mang trả lại. 50. Nữ nhân thích đem tài vật cho người, nhưng khi cho rồi lại ăn năn trách móc, mắng nhiếc người, ý mình tài cao. 51. Nữ nhân ưa oán trách và chửi mắng súc vật. 52. Nữ nhân ưa trang điểm sắc đẹp để làm mê hoặc người. 53. Nữ nhân thấy ai hơn mình thì ganh ghét, muốn cho họ chết sớm. 54. Nữ nhân ưa dùng thuốc độc trộn vào đồ ăn ngon, làm cho người trúng độc mà chết, tâm không bình đẳng. 55. Nữ nhân thường ôm lòng, nhớ nghĩ lỗi xưa của người khác, không thể quên được. 56. Nữ nhân hay tự chuyên theo ý mình, không chịu nghe theo lời can gián của người khác, tính tình vua nịnh, ngang ngược, luôn cho mình là đúng. 57. Nữ nhân có tính ưa thân cận với người ngoài, không thích thân cận với người trong nhà, thường hay đem những chuyện bí mật nói với người hàng xóm. 58. Nữ nhân tính khí hay phiền hà, khinh tháo, tự chuyên, không nghe lời chồng. 59. Nữ nhân tính ý hay kiêu căng, khi thì buồn giận, lúc vui mừng, dễ làm cho người lo sợ. 60. Nữ nhân ưa hạnh tham dục, lại ỷ oai thế tự do, muốn hành chánh pháp nhưng lại kình chống với chồng mình. 61. Nữ nhân tính thích dâm dục, thường ôm lòng tật đố, lại đa nghi, tính tâm rất kém, không thích cảnh vắng lặng. 62. Nữ nhân tính ý hay giận hờn, ưa ngồi chồm hổm, không giữ lễ phép, lại cho mình là đúng. 63. Nữ nhân ưa nói những lời xấu ác, dù là thân thuộc cũng không kể. 64. Nữ nhân tính khí kiêu ngạo, buông lung, đối với những người già trẻ, thường sinh tâm khinh dễ, không kính người trên, không thương kẻ dưới. 65. Nữ nhân hay tự đắc, tính ý xấu xa, nói năng không thứ lớp. 66. Nữ nhân rất thích cười, không kể cấm pháp. 67. Nữ nhân cấm tuyệt chồng mình, không được cười giỡn với kẻ khác. 68. Nữ nhân tính ý trái nghịch, tự chuyên, khinh dễ chồng mình, khi nói chuyện với chồng không khiêm tốn, kính nhường và không cẩn thận. 69. Nữ nhân hay muốn cho người bị nguy khốn, muốn cho mình được an vui, xem đó là việc vui thích. 70. Nữ nhân, ý thích ăn ngon nhưng lại lười biếng, tính tình tệ ác, làm thương tổn người hiền, vua nịnh, dối trá, làm dáng xinh đẹp để mê loạn đạo đức. 71. Nữ nhân khôn quỷ lại ưa vua nịnh, lại cho là người khác không biết được. 72. Nữ nhân tín ý hay tham cầu cho được, rất ghét việc bị mất, thế nên lúc được thì hết sức vui mừng, khi mất thì vô cùng buồn rầu, than trời trách đất, miệng nói lắp bắp không thôi. 73. Nữ nhân ưa mắng gió, chửi mưa, khi vào bếp thường hay nguyền rủa, rất ghét sự sinh tồn, thích làm điều sát hại, không có tâm từ. 74. Nữ nhân ưa xúi người làm đọa thai, không muốn cho thai nhi tồn tại. 75. Nữ nhân ưa dòm trộm qua lỗ trống, bàn việc hay dở cho người, xem có tiền tài hay không. 76. Nữ nhân tính hay giễu cợt mà lại cố ý làm mê hoặc tâm người. 77. Nữ nhân ưa tích trữ cho nhiều, tham lam không biết chán. 78. Nữ nhân ưa nói châm chích chồng mình, làm cho tâm ý chồng lay chuyển, không thể tự chủ. 79. Nữ nhân thích giải phẫu thai hình để xem nước dơ. 80. Nữ nhân thấy những người tàn tật, câm, ngọng, điếc, đuôi, què, vẹo, vân vân, thường khinh cười, chê ghét, làm thú vui cho mình. 81. Nữ nhân ưa xúi người bỏ vợ, muốn cho họ bị khốn cùng. 82. Nữ nhân ưa xúi người ấu đả nhau, gây ra họa hại để mình làm chứng. 83. Nữ nhân ưa xúi người tạo tội ác, gây gỗ, thư kiện, lại giúp lới trốn huyện quan để trói nhốt người vào lao ngục. 84. Nữ nhân hay gây ra những họa hại quấy ác, lại ưa cười như người điên cuồng. Thấy tài vật thì muốn lấy cho kỳ được, nương theo thói điên cuồng, cưỡng đoạt tài vật của người, làm cho người bực tức. Ta thán rằng, nữ nhân rất đáng ghê sợ. Là người trí phải biết rõ những điều trên. Nếu người nữ có thể từ bỏ 84 tư thái hạ liệt nói trên, thì không có người nào chẳng được độ thoát khỏi sinh tử. Không người nào không đắc đạo, không người nào không được thành Phật.